tại Sài Gòn có một cái cầu dù không thuộc diện lớn, nhưng nó lại là cái cầu có bề dày lịch sử tại Chợ Lớn và là một trong những cái cầu huyết mạch quan trọng của vùng Tây Nam Sài Gòn, kết nối Chợ Lớn, Cần Giuộc, Long An cũng như vùng chợ gạo Trù Phú. Ngược dòng lịch sử, vào tháng Giêng năm Kỷ Mão 1819, vua Gia Long sai Huỳnh Công Lý nhận lệnh chỉ huy việc đào kinh để mở rộng tuyến đường về miền Tây, vốn phụ thuộc vào sông Sài Gòn xưa để qua khu vực Chợ Lớn. Con kinh bắt nguồn từ đoạn giao giữa đường Hai Thượng Lãng Ông và đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay, kéo dài đến kênh Ruột Ngựa. Cuối cùng, sau 3 tháng làm việc, con kinh mới đã được hoàn thành. Vua Gia Long đặt tên là An Thông Hà. Hai bờ sông, người Hoa tập trung về buôn bán càng lúc càng đông. Tháng Chạp năm Quý Mão, đầu năm 1844, cả Bá Quát đi sứ sang Singapore và Indo. Từ đây, triều đình nhà Nguyễn có rất nhiều mối quan hệ giao thương với Indo, mà người dân đã quen gọi người Indo là người Java. Năm 1859, Pháp đánh Gia Định, gần như ngay lập tức, người Ấn Độ tại khu định cư Pháp ở bờ đông Ấn Độ cũng theo chân Pháp sang nước ta. Họ tập trung chính tại khu vực quận 1 ngày nay, nhưng một bộ phận cũng đã đến vùng Chợ Lớn với nghề buôn vải lụa. Ở Chợ Lớn, họ tập trung dọc kênh Tàu Hủ, ngay phía sau bưu điện quận 5 ngày nay. Họ tập trung ở khu vực này vì cách đó không xa, chợ Sấm Chỉ là nơi buôn bán kim chỉ đã tồn tại từ trước. Người dân Việt Nam thấy họ giống như người Indo nên gọi họ là người Java, còn người Pháp thì gọi họ là người Malabar. Để thuận tiện cho việc buôn bán hai bờ sông, người Pháp đã cho xây dựng một cây cầu bắc ngang qua sông ngay khu vực thương nhân người Ấn và đặt tên cầu đó là cầu Malabar. Và cầu Malabar trở thành một trong ba cái cầu sớm nhất bắc qua kênh Tàu Hủ sau cầu Bình Tây và cầu Sớm Chỉ. Thiết kế ban đầu của cầu Malabar được làm bằng sắt và gỗ, có hai trụ móng cao bằng đá như móng cầu móng ngày nay. Cầu dài 61m và rộng 4m. Một đầu cầu nằm ở phía quận 8 hướng về chợ Sớm Củi, một đầu nằm ngay cạnh đường Vạn Kiếp quận 5. Khi đó, đường Vạn Kiếp vẫn là một nhánh thuộc sông Sài Gòn nằm cạnh Chợ Lớn và là nơi buôn bán giao thương tấp nập. Đến giai đoạn năm 1925, do hoạt động buôn bán đông đúc của người dân tại Chợ Lớn cũ tăng cao, lại gặp tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn cũ, cầu Malabar đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, nhu cầu đô thị hóa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, chính quyền Chợ Lớn đã cho lắp sông Sài Gòn xưa để lập đại lộ Gao Đót và Bôn Hao. Đoạn kênh Vạn Kiếp cũng được lắp và trở thành đường Rô Điếp. Và cây cầu Malabar cũng như cây cầu bắc ngang qua kênh Vạn Kiếp trước kia cũng được tháo dỡ để xây dựng một cây cầu mới. Cách cầu Malabar khoảng 50m về phía đông, nằm ngay trên đường Rô Điếp nối với bờ bến Bình Đông. Do khu vực này tập trung nhiều người Nam Á, mà khi này, người Việt đã phân biệt họ như những cái tên như trà và bơm bay, chỉ người Ấn Độ, trà Đông Dương, chỉ người Indo, trà Mani, chỉ người Philippines. Vì vậy, cây cầu mới này được gọi tên là cây cầu trà và. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với thiết kế kiến trúc nổi bật bởi hai cổng cao được đúc thẳng từ trụ cầu đi lên. Tuy hiện đại, nhưng độ tĩnh không rất thấp, gần như ngang với mặt đường hai bên, thuyền bè lại khó qua lại. Năm 1930, khu vực dần vắng vẻ khi người dân từ Chợ Lớn cũ đã di chuyển sang Chợ Lớn mới của Quách Đàm. Chợ Lớn cũ được dùng làm bưu điện trung tâm Chợ Lớn. Năm 1945, cầu Chà Và chứng kiến lực lượng Việt Minh với gậy gộc và giáo mét đã chiếm bưu điện trung tâm Chợ Lớn. Hàng nghìn người xuống đường mít tinh mừng độc lập nước nhà. Tháng 9 năm 1945, nhân dân Chợ Lớn đã có cuộc đụng độ với thực dân Pháp tại cây cầu Chà Và để bảo vệ nền độc lập mới vừa giành được. Sau đó, người ta đã cho xây dựng rạp Phi Long là nơi thường chiếu các bộ phim Ấn Độ để phục vụ cho người Ấn tại đây. Giai đoạn này, với sự nổi dậy của lực lượng Bình Xuyên do Bảy Viện đứng đầu, đã liên tục bắt bớ, tranh giành ảnh hưởng tại khu vực, làm dân chúng tại đây có cuộc sống khá khó khăn. Năm 1954, người Pháp rút khỏi Sài Gòn, người Chà Và cũng gần như ngay lập tức rời đi, quân Bình Xuyên cũng được dẹp yên, khu vực dần trở nên vắng vẻ. Sau năm 1954, ở khu vực chân cầu Chà Và, phía bên quận 8 có một bến xe, người ta gọi bến xe là bến xe Sớm Củi. Bến xe đã làm khu vực trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn.
Năm 1968, tại khu vực cầu Chà Và cũng xảy ra trận Mậu Thân, nhiều căn nhà cháy, người dân chạy nạn khắp nơi, đường phố ngổn ngang. Sau năm 1975, cầu Chà Và chứng kiến nhiều người Hoa không chấp nhận nhập quốc tịch Việt Nam đã rời đi khỏi Chợ Lớn. Năm 2000, tại vị trí bến xe cũ xây dựng tòa cao ốc, công ty bảo hiểm Prudential đã sử dụng nên người ta quen gọi là cao ốc Prudential. Năm 2023, Prudential đã trả mặt bằng cao ốc và hiện đang được đơn vị khác thuê lại. Rạp Phi Long cũng được chuyển thành trường tiểu học Lý Thái Tổ và nhà sách Lý Thái Tổ ngay dưới chân cầu phía quận 8. Sau năm 1982, hai cổng vuông của cầu được tháo dỡ do đã xuống cấp, nguy hiểm đến xe cộ đi bên dưới. Đến năm 1992, cầu kẹt nghiêm trọng. Chính quyền đã cho trùng tu cầu và mở rộng làn đường hai bên, thêm làn xe máy và lan can đi bộ. Trong quá trình thi công đại lộ Đông Tây, cầu cũng được sửa chữa nâng cấp độ tỉnh không, bắc ngang qua đại lộ Đông Tây và xây dựng thêm hai nhánh phụ lên xuống đại lộ. Công trình hoàn thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2009. Sau khi hoàn thành, nhiều ý kiến lo ngại việc cầu sẽ tiếp tục ùn tắc. Dù đã có sự phân luồng của các cấp chính quyền, nhưng đến hiện nay, cầu Chà Và vẫn là một điểm đen về ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nhưng tình hình có phần thuyên giảm hơn so với những năm 1990. Cùng với cầu Chế Y, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và hiện nay vẫn mang trọng trách quan trọng là cái cầu cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn. Trên từng mét cầu mới vẫn đâu đó còn những dấu ấn lịch sử trăm năm Sài Gòn, cùng những bước chân mưu sinh giữa Sài Gòn hoa lệ.